đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. VFF giải thích lý do Công Phượng bị loại. Indonesia quyết giành trọn điểm trước trận gặp Việt Nam. Chuyên gia phân tích điểm yếu Indonesia, tin đội tuyển Việt Nam thắng cả hai trận. Rời Công An Hà Nội, Quang Hải một lần nữa xuất ngoại. VFF giải thích lý do Công Phượng bị loại. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết Công Phượng có thể tập nhẹ trở lại trong ngày hôm nay, ngày 18 tháng 3. Song dựa trên đánh giá của đội ngũ y tế, ông Philippe Chaussier đành gạch tên để tránh cho tiền đạo này có thể chấn thương nặng hơn. Tối ngày 18 tháng 3, ông Chaussier loại 5 cầu thủ gồm có Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Hai Long, Đỗ Duy Mạnh, Trương Tiến Anh và Giáp Tuấn Dương khi chốt danh sách 28 tuyển thủ Việt Nam sang Indonesia đá vòng loại World Cup 2026. Gây chú ý nhất và cũng đáng tiếc nhất là trường hợp của Công Phượng. Theo như VFF, Công Phượng gặp chấn thương hôm 2 tháng 3 trong một trận đấu của đội hình B Yokohama FC của Nhật Bản. Anh phải nghỉ 2 ngày sau đó trước khi tiến hành trị liệu, tập riêng với huấn luyện viên thể lực, chuyên gia vật lý trị liệu của câu lạc bộ từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 3. Công Phượng có 2 ngày di chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam trước khi anh hội quân với toàn đội ngày 13 tháng 3. Trần Sút sinh năm 1995 tập với đội tuyển Việt Nam trong 3 buổi từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 theo giáo án được chỉ định. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 3, Công Phượng tái phát chấn thương và nghỉ tập luyện. Hôm nay ngày 18 tháng 3, Công Phượng cho biết anh có thể tập nhẹ trở lại. Nhưng dựa trên đánh giá của đội ngũ y tế, ông Philippe Chaussier đành tạm chia tay Công Phượng nhằm tránh cho anh có thể gặp chấn thương nặng hơn, VFF thông tin. Về trường hợp của Duy Mạnh, VFF cho biết cầu thủ này bị căng bắp đùi trước sau thời gian nghỉ thi đấu liên tục ở giải chuyên nghiệp quốc gia trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Nếu như thi đấu với cường độ cao, nguy cơ bị rách bắp có thể xảy ra với trung vệ sinh năm 1996. Thực tế, Duy Mạnh có tên trong danh sách rút gọn ban đầu của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì trong ngày chốt danh sách, cầu thủ này đã gặp riêng huấn luyện viên Chaussier để trao đổi về tình hình của bản thân, chủ động xin rút khỏi hai trận đấu với Indonesia nhằm để bản thân có thời gian nghỉ ngơi cũng như mở ra cơ hội cho những cầu thủ khác có phong độ và thể trạng tốt hơn. Quan điểm của huấn luyện viên Chaussier đó là ưu tiên cho cầu thủ phục hồi chấn thương, bởi nếu như thi đấu trong tình trạng không đạt 100%, sức khỏe có thể dẫn đến chấn thương nặng hơn, ảnh hưởng đến sự nghiệp, đồng thời có việc sử dụng cầu thủ không đạt được phong độ, thể lực sẽ không công bằng với cầu thủ khác, những người nỗ lực mỗi ngày, VFF cho hay. Theo kế hoạch, sáng ngày 19 tháng 3, ông Chaussier và 28 cầu thủ sẽ sang Indonesia, chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà ngày 21 tháng 3 trên sân Bung Karno, trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình sau đó 5 ngày. Trước mỗi trận, ông Chaussier sẽ lựa chọn ra 23 cái tên từ danh sách 28 cầu thủ vào danh sách đăng ký thi đấu. Indonesia quyết giành trọn điểm trước Việt Nam. Sau 3 trận đấu ở bảng F vòng loại World Cup 2026 thì Indonesia mới chỉ có 1 điểm duy nhất. Trong khi đó, Iraq đang đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận thắng. Việt Nam đứng thứ 2 với 3 điểm, tiếp đến là Philippines ở vị trí thứ 3. Với cục diện bảng đấu như vậy, Indonesia nỗ lực có được 3 điểm đầu tiên trong trận tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Đội tuyển mang trên chim thần Garuda có xứ vạn đảo này đã không thể phát huy được hết sức mạnh do thiếu vắng đi các chân sút hàng đầu Asnawi Mongkualam và Sene Patiama, đồng nghĩa với việc ông Phi Sintayong sẽ đưa ra thêm các lựa chọn hơn. Huấn luyện viên Sintayong đã triệu tập một số gương mặt mới cho trận đấu gặp Việt Nam, trong đó có các cầu thủ ngoại như là Jay Inzet, Tom Hayen và Ragnar Oranmawen. Ngoài ra, Indo còn có Nathan Tiwaon, góp phần tăng cường sức mạnh cho đội. Cầu thủ Egy Maulana Fikri cũng được gọi trở lại đội tuyển quốc gia Indonesia. Trong số các cầu thủ nhập tịch này, chỉ có Jay Inzet hoàn thành các thủ tục nhập tịch Indonesia. Các cầu thủ khác thì đang trong quá trình hoàn thiện. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia là ông Sintayong tự tin dự đoán đội tuyển quốc gia vạn đảo sẽ giành được kết quả khả quan trước tuyển Việt Nam trong trận đấu tới trên sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno Jakarta của Indonesia. Trong khi đó, một số tờ báo địa phương cũng cho rằng Indonesia có thể thắng trong trận đấu này khi Việt Nam thiếu vắng một số cầu thủ xuất sắc như là Công Phượng do chấn thương. Phát biểu họp báo ngày 18 tháng 3, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erik Thohir kêu gọi cổ động viên ủng hộ tối đa đội tuyển. Ông nhấn mạnh, lịch sử đối đầu với Việt Nam cả trên sân nhà hay sân khách luôn rất khốc liệt, vì vậy mà sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ là hết sức cần thiết. Hai trận đấu ở bảng F vòng loại World Cup giữa Indo và Việt Nam diễn ra lần lượt vào ngày 21 tháng 3 trên sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 26 tháng 3 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Chuyên gia phân tích điểm yếu Indonesia, tin đội tuyển Việt Nam thắng cả hai trận. Dù nhập tịch nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng đội tuyển Indonesia vẫn có những điểm yếu để đội tuyển Việt Nam khai thác trong cả hai trận đấu vào các ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3 tại vòng loại World Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 lần lượt vào các ngày 21 tháng 3 trên sân Gelora Bung Karno và 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình. Ưu thế của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier là chuỗi 7 năm liền với 5 trận đấu bất bại trước Indonesia cho đến khi trước khi thua chủ nhà ở vòng bảng Asian Cup 2023. Đội tuyển Indo đang thay đổi rất nhanh với dàn cầu thủ nhập tịch sau Mark Locke, Eklund Bargot, Ivan Zener, Jordi Amat, Rafael Struik, Justin Hubner. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ trình làng thêm Nathan Tueon của Swansea City nước Anh, Ragnar Ouraramen của Fortuna Sittard Hà Lan và Zay Istad của câu lạc bộ Venezia Ý. Nhóm cầu thủ nhập tịch của Indo có thể hình tốt, cao từ 1m85 đến 1m90, trẻ trung, phần lớn dưới 25 tuổi, rất mạnh trong tranh chấp tay đôi. Nhờ dàn sao đến từ châu Âu, Indo đã pressing cực tốt khiến đội tuyển Việt Nam vỡ kết cấu đội hình tại Asian Cup 2023. Song các chuyên gia cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn có thể khai thác điểm yếu của đối phương. Ông Nguyễn Sĩ Hiển, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đánh giá, các đội V-League chỉ thêm 3 ngoại binh đã mạnh hơn rồi, còn Indonesia nhập tịch đến 10 cầu thủ, họ muốn thể hiện sức mạnh, khát khao đi tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup. Tuy nhiên hãy nhìn vào thực tế là cầu thủ nhập tịch Indo rất khỏe, nhưng có thể việc chỉ tập trong thời gian ngắn cộng với khác biệt thời tiết giữa châu Âu và Indonesia, hoặc là trong bối cảnh không thuận lợi, các cầu thủ nhập tịch sẽ không có tinh thần. Rút kinh nghiệm từ Asian Cup 2023 cùng với sự chuẩn bị trách nhiệm từ thầy lẫn trò, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có chiến thắng ở cả hai trận đấu tới. Bình luận viên Quang Huy nhận định bóng đá Đông Nam Á có những nước nhập tịch nhiều như Singapore khi họ từng mang về nhiều cầu thủ gốc Anh và Mỹ, sau đó đã vô địch Đông Nam Á nhưng rồi hiệu quả cũng không lâu dài. Philippines cũng nhập tịch rất nhiều vào bán kết AFF Cup 2018 nhưng sau đó cũng không thể tiến xa. Tôi tin là Indo sẽ làm tốt hơn. Họ là đất nước yêu bóng đá, có chính sách nhập tịch rõ ràng, mang về các cầu thủ đời F1, F2. Dù vậy, cứ phải gặp khó khăn thì mới biết được đẳng cấp của họ. Tại Asian Cup 2023, Indo đá tốt nhưng nếu như Việt Nam có nhiều trụ cột, chưa chắc họ đã ép mình như thế. Cầu thủ Việt Nam ở trận đó non kinh nghiệm, bị đưa vào cuộc đua sức nên bất lợi. Có lúc này, tuyển Việt Nam có cầu thủ kinh nghiệm, thông minh, sẽ có lối đá khéo léo để khắc chế. Indo cũng mạnh, rất khỏe nhưng khi gặp khó khăn, họ lại không biết xoay sở ra sao. Đội tuyển Việt Nam cần phải chơi theo cách của mình. Sau khi chốt danh sách 28 người, ông Chuse sẽ cùng học trò lên đường vào ngày 19 tháng 3. Toàn đội đến Indonesia ổn định chỗ ăn ở, sau đó có thêm 2 ngày để tập luyện trước khi bước vào trận quyết đấu với chủ nhà trên sân Gelora Bung Karno. Rời công an Hà Nội, Quang Hải một lần nữa xuất ngoại. Tương lai của Nguyễn Quang Hải trở nên khó đoán khi tuyển thủ Việt Nam hết hạn hợp đồng với công an Hà Nội vào cuối mùa giải năm nay. Sau khi chia tay câu lạc bộ Pau thuộc Lịch Tù, Nguyễn Quang Hải trở về Việt Nam và đầu quân cho công an Hà Nội. Trải qua quãng thời gian khó khăn để lấy lại được phong độ, gần đây cựu ngôi sao Hà Nội FC đang thi đấu đầy khởi sắc, đóng góp 5 bàn cho đại diện ngành công an và trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia. Dù đang có một mùa bóng tốt cùng công an Hà Nội, nhưng hợp đồng của Quang Hải cùng đại diện thủ đô sẽ hết hạn khi mùa giải V-League khép lại. Điều này khiến tương lai của cầu thủ sinh ra tại Đông Anh trở nên khó đoán. Theo nguồn tin từ Thể thao 247, lúc này đại diện của Quang Hải đang có một vài liên hệ với các câu lạc bộ Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thăm dò và xem xét khả năng ngôi sao 26 tuổi chuyển đến một trong hai quốc gia này thi đấu trong mùa giải tới. Việc chỉ kéo giao kèo 1,5 năm với công an Hà Nội cho thấy có thể Quang Hải muốn thực hiện một bước rẽ mới về sự nghiệp trong tương lai gần. Thời điểm đầu quân cho nhà đương kim vô địch V-League, Hải còn từng khẳng định: "Cá nhân tôi có nhiều mục tiêu, tôi là người có tham vọng, muốn đón nhận thử thách. Tôi sẽ luôn chọn lựa những điều tốt nhất cho mình, làm sao để bản thân tích lũy những điều giúp mình trưởng thành và phát triển hơn. Tôi không muốn mình ở đây và hài lòng với những gì đang có, đó không phải là tôi. Tôi luôn muốn học hỏi, nỗ lực để thay đổi, phát triển bản thân. Tôi chưa thể nói trước về tương lai, đó có thể hoặc không. Trong bóng đá thì không thể nói trước, tôi chỉ biết hiện tại sẽ nỗ lực hết mình",